người phụ nữ. Đúng là cái kết dòng người đàn ông biết ra. Tôi không hiểu tại làm sao mà ông Nguyễn Du ông lại cho cô đoạn tuyệt cái chuyện chăn gối ở tuổi 31. Bà biết gì mà nói. Ra chỗ nhỏ kiên. Cẩn thận với nhà bà ấy mà. Thế thì sao? Kể cả Thúy Vân hay Hoàng Thư, họ cũng coi những đôi khổ riêng mà. Vâng.